Tổng thống Mỹ dù là ai cũng sẽ ủng hộ tiến trình quan hệ Việt-Mỹ. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Dương Hoài Nam chiều ngày 5 tháng 11 đã trả lời câu hỏi của báo giới Việt Nam bình luận gì về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra và kết quả của cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ Việt-Mỹ. Trước hết phải khẳng định bầu cử Tổng thống Mỹ là công việc nội bộ của nước Mỹ và chỉ nhân dân Mỹ mới có quyền quyết định, phó phát ngôn viên nhấn mạnh. Ông Dương Hoài Nam cũng cho biết, sau 25 năm thiết lập quan hệ Việt-Mỹ, hai nước đã có những bước tiến dài phát triển thực chất, đi vào chiều sâu, tạo điều kiện vững chắc để tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới. Chúng tôi tin tưởng Tổng thống Mỹ nào cũng sẽ ủng hộ tiến trình này, phó phát ngôn viên nói. Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau và cùng có lợi. Việt Nam mong Mỹ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững. Việt Nam hoan nghênh vai trò cũng như sáng kiến của Mỹ góp phần vào duy trì hòa bình, an ninh ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực, trong đó có ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, hài hòa với các cơ chế hợp tác khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế. Vietnamnet sẽ liên tục cập nhật những tin tức thời sự mới nhất trong các bản tin sau.